Chào mọi người, thì hôm nay do trời mưa mình không có làm được, thì nên mình ra trại mình để chia sẻ cho mọi người một chút kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Thì tuy nó nhỏ rồi đó, nhưng mà nó đem lại kinh tế cho mình cũng nhiều lắm á, chứ không phải là ít đâu. Thì nó thế này thôi. Thì như mình ở đây thì mình không nói, tại vì mình ở cái vùng trồng nấm nhiều, thì mình có thể bán được cái bịch thải này để họ trồng nấm rơm tận thu lại, để họ trồng giá cũng cao lắm. Thời điểm mình đang nói bây giờ là tháng 6 năm 2019 á, thì giá nó phải rơi vào một bịch, nếu mà còn trắng như vậy, trắng đẹp như vậy, phải nằm ở mức 800 đồng bịch. Thì nếu mà sau khi mà mình trồng hết á, mình trừ đi một số trợ hư á, thì nó chỉ 10.000 bịch á, thì mình cũng hư mất khoảng 1.000, thì mình cũng thu về khoảng 7 triệu rồi. Nên mình có thể bán cái này, mình thu lại cái tiền đó cũng tương đối lớn đó, chứ không ít đâu. Nếu mà tính ra miếng nấm mà mình, nó phải tương đương tới khoảng 250 kg nấm với cái giá nấm thời điểm hiện tại nè. Thì nên hôm nay mình, nếu mà còn những bạn ở xa á, thì nhiều chỗ là không thể bán được cái bịch này, thì buộc mình phải tận thu thôi. Còn mình thì không tận thu, mình chỉ ăn khoảng 5-6 đợt là mình bỏ rồi. Có lúc 5 đợt là mình bỏ rồi, nhưng mà đây là đợt mình ăn thứ 6 đây nè. Thì cái đợt mình cũng án ra là mình bỏ rồi, nhưng mà mình để lại mình chia sẻ với mọi người một chút đó. Thì những bạn ở xa là buộc mình phải tận thu lại những bịch nào, thì tận thu bằng cách nào, thì nó mà dành cho những bạn là làm trại mà keo bịch thôi nhá, còn là kệ thì tương đối khó, thì kệ chút nữa mình sẽ chỉ sau. Nhưng mà còn mà cái trại treo á, thì đây bình thường là mọi người treo là mọi người phải quay bịch hết ra đây đó, mọi người thấy không, mọi người quay là mọi người phải quay bịch hết ra ngoài, chứ có thể quay đầu bịch. Nay thì mình chỉ cho là mọi người quay lại cái đít bịch ra ngoài, vì cái đít bịch á, nó sẽ trắng, nó ít bị hư hơn là đầu đó. Đầu nè, mọi người để ý nè, đầu trong quá trình mình làm thì nó sẽ như vậy, nó bị đen đen như vậy là ra nấm rất là khó nha. Ra vẫn được nhưng mà vừa chậm vừa khó, ở đây vẫn nhú ra được nè, nhưng mà khó lắm, chậm lắm, nó không đẹp. Nó rất là nhiều bịch đó, mình chỉ cho mọi người là những bịch nào mà nó bị hư nhiều á, tại vì đó mình quay đít ra đằng sau luôn cũng được, để mình tận thu. Đây mình quay ra rồi bắt đầu mình rạch đây nè, có những thứ rạch đây nè. Mình rạch bịch nè, mời theo đó, mình rạch đây, mình cũng rạch nè, đó mình rạch nè, nó nấm bắt đầu nhú ra nè. Còn bịch này mình cũng rạch đây nè, bịch này mình cũng rạch, thì đó nó ra nấm nha, khỏe, nó ra nấm trước. Đây, bịch này rạch đó, vết rạch mình đây nó cũng ra nấm nè, mọi người thấy không, đây nè, rất là nhiều cái bịch phía bên này nó cũng đẹp. Đây đó, mọi người thấy không, bắt đầu nó ra đẹp lắm, nhiều đây nè, mọi người cứ coi đây. Nè đó, mình rạch cách đây 2-3 ngày gì đó, mình cũng không nhớ rõ nữa đó. Mình làm thí nghiệm cho mọi người xem luôn nè, ra rất là nhiều nha. Đây là đợt thứ, nếu mà tính ra là phải đợt thứ 7 rồi đó, của cái bịch cổ bự á. Cái này là cổ 34, cổ bự chứ không phải cổ nhỏ đâu đó, mọi người thấy không, nó ra rất là đẹp. Nếu mà như vậy là cũng mang lại thu nhập cho mình cũng khá khá đó, mình tận thu hết được. Còn mà những bạn mà làm kệ thì nó không thể quay lại như vậy được, rất là mất công. Thì muốn tận thu thì mình sẽ trợ chỉ cho mọi người cách này. Thì đây những đối như là những cái bịch mà trắng đẹp như vậy nhá, trắng đẹp mà mọi người mà muốn, tại vì nếu mà để thời gian dài á, nấm nó ra rất là kém mà nó ra cổ rất là ít. Thì mình đây mình chia sẻ cho là mọi người cứ tháo nắp ra, gỡ bịch này lúc nãy mình gỡ rồi, thế là gỡ bịch này cho mọi người xem nhé. Đó, bịch này cũng được. Đây đó, mọi người gỡ ra, rút ra. Mình đáng ra mình phải cầm cái kéo mình cắt cái này nè, mình cắt ngang cái cổ này nè, thì nó sẽ như vậy nè. Đó, nó sẽ bự như vậy nè, bự hơn luôn đó, nó bự như vậy nè. Đó, mọi người thấy không, nó cũng lú nhú ra rồi đó. Mình xịt nước lên vừa thôi, đủ ướt thôi, chứ đừng có sủng bịch ra là nó bắt đầu nó chui ở đây ra cũng một số lượng gọi là tương đối, là bịch nào mà còn là nó chui ra cũng nhiều lắm luôn á. Đó, cái này gọi là mình tận thu được những cái gì mình tận luôn, nói về chứ cũng mang lại kinh tế cho mình cũng nhiều lắm đó, không ít đâu đó. Thì sau đó, sau đây là mình chia sẻ những hai cái
mẹo nhỏ nhỏ thôi. Mình thì do mình là dân là vừa sản xuất mình mà cả nuôi chồng nữa, nên mình không cần phải làm như vậy. Thì còn như mà mọi người ở xa thì mọi người nên làm như vậy, nếu không bán được bình này nhá thì nên làm như vậy để có thể đỡ gạt lại một phần nào đó tiền trong quá trình mình làm. Còn mình thì mình chỉ cần thu nấm cho thịt nhanh rồi mình bán, là để tránh rủi ro là vừa hư vịt và vừa bị nhiễm chại mình nữa. Còn bạn ở xa thì nên làm theo cách mình chỉ nhé. Thì mình chúc các bạn có nhiều lợi nhuận nhé, sau khi mà mình chỉ thêm một số mẹo nhỏ nhỏ như vậy nữa. Rồi, chào mọi người nha.